Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người lại. Như mọi người đã thấy ở tiêu đề thì đây là một video vừa nói về giày, vừa nói về một vấn đề mà tất cả mọi người chứ không chỉ những bạn muốn đi du học nói chung và du học Đức nói riêng đều rất là quan tâm. Đó là tiền, tiền, tiền. Rất nhiều người ở Việt Nam có suy nghĩ du học tức là đổi đời, hoàn toàn đúng. Nhưng đổi đời lấy cái gì thì lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng mặc cả của mỗi người. Cái đầu tiên giúp rất nhiều học sinh Đức đổi đời đó chính là tiền lương làm thêm. Có rất nhiều loại công việc khác nhau, nhưng trong video này mình sẽ chỉ nói về công việc theo mình là dễ nhất, nhiều sinh viên Việt làm nhất và trong đó có mình. Đó là làm trong những nhà hàng của người Việt, có thể là đứng quầy bar, phụ bếp hoặc là làm bồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì đợt nghỉ cuối kỳ đầu tiên bên Đức, mình đã liên hội việc làm tại Đức viết một status muốn tìm việc làm trong 2 tháng hè. Khoảng vài phút sau thì có vài cuộc gọi đến và mình đã quyết định đi làm ở một nhà hàng ở bờ biển. Vị trí công việc thì đúng như mình dự định luôn, là đứng quầy bar và bồi bàn chạy lăng xăng để nói chuyện với khách chứ không phải vào trong bếp. Ở đây vì một số lý do khách quan nên tiếp theo mình sẽ không sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ví dụ lương tính theo ngày, mỗi ngày được 70 euro, theo tỷ giá bây giờ thì khoảng 2 triệu đồng tiền Việt. Nếu ăn ngủ tại nhà hàng không mất phí thì mỗi tháng các bạn kiếm được khoảng 60 triệu. Công việc làm ngoài nhà bếp mà may mắn gặp phải chủ tốt thì cũng không vất vả lắm đâu. Lúc nào quần áo cũng sạch sẽ thơm tho, tóc tai chải bóng loáng chém gió cả ngày. Vậy trả lời câu hỏi đầu video, một tháng lương ở Đức có mua được iPhone X và Easy không? Do tiền euro ở Việt Nam vẫn chưa được phổ biến như là đô la nên mình sẽ quy ra tiền Việt nhé. Nếu một tháng các bạn kiếm được 60 triệu thì các bạn có thể mua được một iPhone X và 5 đôi GG 500 này. Mình chọn đôi Yeezy này để nói trong video vì đây là đôi Yeezy mà mình thích nhất. Và cũng chính từ video mình review đôi Yeezy này, sau khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người thì mình đã trở thành một YouTuber thực sự, nghĩa là trở thành đối tác chính thức của YouTube. Đó vừa là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, vừa là cơ hội để mình có thể chia sẻ thêm nhiều điều bổ ích tới mọi người, đóng góp một chút ý nghĩa cho cộng đồng chung. Quay lại với vấn đề tiền lương, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ là 2 tháng làm được những 120 triệu thì sang Đức ngay thôi đúng không? Ở Việt Nam có một câu thành tục ngữ mà mình vừa tự nghĩ ra là trúng đề một lần ai cũng biết, trượt đề trăm phát chẳng ai hay. Và 120 triệu tiền lương đó chỉ là bề nổi của việc trúng đề thôi các bạn. Một bát phở ở nhà có giá 30.000 thì ở bên Đức khoảng 300.000 để được hưởng dịch vụ cắt tóc. Có giá 50.000 ở Việt Nam thì các bạn sẽ phải bỏ ra ở bên Đức khoảng 500.000. Mỗi tháng gần 3 triệu tiền bảo hiểm, 8 triệu tiền ăn, 8 triệu tiền nhà. Tính sơ sơ ấy, đã khoảng 19 triệu rồi. 1 triệu tiền bao cao su nữa cho tròn 20 triệu nhé. Coi như tiền học là miễn phí, không cắt tóc, không ăn phở, thì 6 tháng học không đi làm là các bạn cũng hết nhãn 120 triệu. Không còn thừa ra đồng nào để mua iPhone X hay là Easy luôn. Các ông mà nuôi thêm gấu nữa thì tôi đảm bảo là âm tiền là cái chắc. Nhưng mà mấy ai tính xa đấy đúng không? Có tiền thì cứ tiêu đã tính sau. Chính vì thế nên các bạn mới thấy ở đây có đôi Nike Air Max 90 này. Đây là đôi giày ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Với mình thì đây là đôi giày đẹp nhất, êm nhất. Đây là lần đầu tiên mình bỏ ra 164 euro, tương đương với khoảng 4,5 triệu Việt Nam đồng để mua một đôi giày. Mà cảm giác như là mua một đôi giày 450.000 ở mấy cái hiệu thời trang nam trên Hà Nội vậy. Đi thử thì công nhận là thấy êm hơn thật, nhưng mà không êm hơn gấp 10 lần những đôi giày mua ở Việt Nam đâu các bạn. Nhưng các bạn biết khác nhất là điều gì không? Cảm giác như chân của mình nó đắt gấp 10 lần ngày xưa vậy. Xong cái đường thẳng từ trán xuống cằm, bình thường nó thẳng vuông góc với mặt đất như thế này đúng không? Tự nhiên nó cứ chéo dần như thế này này, đi chẳng nhìn thấy đường đâu nữa cả, rất là nguy hiểm. Nói vui thế chứ cũng không nên nỗi như vậy. Nhưng thực sự là dùng hàng hiệu chính hãng cảm giác nó tự tin hẳn các bạn ạ. Sau đó về mới ngắm nghía và lên mạng tìm hiểu xem tại sao nó lại đắt như vậy, mới biết công nghệ AI nó tuyệt vời như thế nào. Và sau đó mới trở thành con nghiện sneaker hay gọi là hype beast. Với mình, một đôi giày chính hãng cũng như một cô gái chính chuyên vậy, mua mới là người được đầu tiên xỏ chân vào thì lại càng ý nghĩa hơn nữa. Và đây chính là mối tình đầu tiên của mình, mặc dù sau đó có thêm rất nhiều mối tình khác đến nỗi không nhớ hết tên được. Nhưng tình đầu thì không thể nào quên được đúng không mọi người? Mối tình đầu của các bạn là gì? Hãy chia sẻ với mình và mọi người ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm điều gì về nước Đức hay về việc du học Đức thì hãy để lại bình luận ở dưới video này. Nếu vấn đề nào có nhiều bạn quan tâm thì mình sẽ làm thêm video để chia sẻ với các bạn. Tất nhiên đây là kênh Duyệt Sneaker nên những kiến thức mới về giày sẽ luôn xuất hiện. Nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like
và theo dõi kênh YouTube của mình. Sau khi các bạn ấn theo dõi thì sẽ xuất hiện một quả chuông cực kỳ dễ thương ở bên cạnh nút theo dõi. Ấn vào đó thì lần sau YouTube sẽ thông báo cho các bạn biết về những video bổ ích mới nhất của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video và xin chào.